Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là con người vĩ đại, sinh ra ở làng quê có truyền thống hiếu học, yêu nước, yêu dân tộc. Là người giản dị, trong sáng, trung thực, tận tụy và trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Trên cương vị là Tổng Bí thư, bác trọng đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng với dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Điều đó đã tạo nên cốt cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bác Trọng luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân vì luôn cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tư cách là một nhà nghiên cứu về Việt Nam, tôi muốn chia sẻ nỗi đau buồn của mình với tất cả những người bạn Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng hay nhân dân Việt Nam hay đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân là một mất mát rất to lớn. Nhân dân Việt Nam mất đi một lãnh đạo tốt, lãnh đạo ưu tú. Nhân dân Trung Quốc mất đi một người bạn tốt, một đồng chí tốt, một người anh em tốt. Hiện nay ngay cả cán bộ cao cấp như ủy viên bộ chính trị cũng phải từ chức bất cứ lúc nào nếu công việc của mình có sai lầm hoặc vi phạm luật pháp. Tôi cho rằng đây là một sự thay đổi lớn trong giai đoạn lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đó là sự tiến bộ. Theo tôi, một điều chắc chắn là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống tham ô, tham nhũng. Tôi chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc với người dân Việt Nam và gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã có một đời cống hiến với nhiều thành tựu. Ông đã phấn đấu không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam một trong những điều thành công Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được trong những năm gần đây là làm trong sạch thị trường bất động sản. Ngoài ra trong suốt 10 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những bước tiến lớn để đảm bảo sự trung thực, liêm chính trong sự phát triển của đất nước.